Hello tất cả mọi người, mình là Phước Lộc Gaming đây. Và ngày hôm nay, mình sẽ tạo event cho các bạn cùng chơi. Câu hỏi lần này của chúng ta là: ai đoán được trong video này, mình đã nhặt được bao nhiêu khẩu súng và mình đã bắn được bao nhiêu kill headshot? Giải thưởng cho những bạn đoán đúng là 5.000 kim cương. Bên cạnh đó, còn có một phần quà đặc biệt dành tặng cho tất cả mọi người. Đó là một con ngạch phun súng level 7 nằm trong video này nhé. Lượt chơi là phải like và đăng ký rồi nha. Còn bây giờ thì, let's go! Mọi người nghĩ tôi là một con boss bình thường thôi đúng không? Oh no, tất cả đã sai lầm rồi. Con boss này chính là con boss đẹp trai nhất thế giới đấy. Chẳng qua là mới chơi game hơi bằng hèn một tí thôi. Nhắc đến cái game này thì có lẽ ai cũng biết anh trai tôi rồi. Anh ấy là một người rất tài giỏi, lại còn nổi tiếng nữa. Cũng chính anh là người rủ tôi chơi game này đây. Nhắc đến nó mới nhớ, nãy giờ vẫn chưa chịu mời mình là sao? Bảo là dạy cho thằng em chơi thành một bờ gồ lấy dừa mà chẳng thấy nói năng gì. Đã thế còn phải bắt mình đợi có lâu nữa chứ. À đây rồi, đèn bốc phố là xuất hiện ngay. Em chào anh. Ủa cái, mày mới hạng người gì và chơi với bọn mình đấy hả? Mày nghĩ bọn tao là ai mà chơi với con boss này chứ? Đúng không anh yêu nhỏ? Đúng rồi đấy, đừng có bảo đây là thằng em trai phế vật của mày đó nha cải. Dù gì cũng là em trai tao, chúng em bớt lời về nó đi chứ. Nếu mà không phải em trai của mày thì tao đã chửi nó tê tua từ lâu lắm rồi. Thằng kia, mày có âm mưu gì với bạn tao thế hả? Đang yên đang lành, tự dưng tải game này về chơi cùng anh mình là sao? Mày đã có toan tính gì từ trước rồi đúng không? À quên mất, anh trai của mày là người nổi tiếng mà. Tải về chơi chung để kiếm một chút fame chứ gì. Tao bảo chúng mày đừng quá đáng rồi mà. Tao bảo nó tải về chơi cùng tao thôi. Nếu chúng mày cảm thấy không chơi được thì thôi, anh với mày ra chơi riêng đi. Ơ kìa khoan đã, bạn ở lòng nào đối xử với bọn mình như thế? Ai nói là bọn tao không chơi được với em mày chứ? Anh yêu ơi, anh có thấy càng ngày cả càng khó tính không? Đúng rồi đó em yêu ạ, không hiểu sao dạo này chủ tịch lại khó tính vậy luôn. Vậy nên là mới không có người yêu đâu anh nhỉ? Ừ đúng rồi đấy, tán em quỳnh mãi không đổ thế mới buồn chứ. Hai đứa chúng mày đứng chậm lấy nỗi đau. Hai đứa chúng mày chơi game hay phát cơm? Nếu mà phát cơm thì thôi, ra chơi mình đi. Làm gì mà nóng tính thế? Người ta trêu có một tí thôi, bày đặt tức giận đồ. Lộc ơi, chúng mình ra chơi riêng đi. Ơ kìa, từ từ đã bạn hiền, làm gì mà nóng tính thế? Thế hai đứa chúng mày có đi chơi không? Để tao còn vào game. Thì mày vào đi, đứng ở đây cho bọn tao trêu làm gì trời. Ừ, tao vào game đây. Chúng mày cứ đi cùng anh chỉ cho vài mẹo bắn đẳng cấp luôn. Vâng ạ. Mày không nhận ra nó đi theo mày chỉ vì bố phim thôi hả cái? Sau này có khi nó còn nổi tiếng hơn mày nữa đó. Tao cũng chẳng quan tâm đến việc đấy lắm, chỉ cần hiện tại anh em tâm vui vẻ là được. Anh bảo mày đi với anh cơ mà Lộc, sao mày xảy ra xa thế? Anh ơi, chỗ này đông lắm này, khả năng lần này em để mất rồi. Có thằng em về mặt đúng là khổ nhỉ cả nhỉ. Chưa làm gì đã nằm bò ra đất mất rồi. Em nói mới chơi mà, mày cứ phải bắt nạt nó ý nhở. Tao đã bảo nó có âm mưu gì rồi mà mày không nghe. Nó cũng chỉ là thằng ăn bám gia đình mày thôi cả à. Việc gì mày phải đối tốt với nó làm gì chứ. Có những chuyện mày không biết được đâu, nên đừng có nói bừa. Ê con boss, nhìn tao để hiện đây này. Xem trình độ của tao với mày khác nhau ở chỗ nào. Trình của một con boss làm sao bằng được tao cơ chứ. Thì tao mới chơi mà, anh chơi lâu rồi, tao không bằng là phải. Mày cứ thích bắt nạt nó nhỉ Bon, hay là... À thôi sếp, làm gì mà căng thẳng thế. Qua đây nhìn anh này. À tao mới nghe nói là dự án sắp tới mày sẽ không được đóng chính đâu cả à. Ủa tại sao không được đóng chính là sao? Dự án lần này rất quan trọng với tao đó. Nếu không được đóng chính thì sự nghiệp sau này tao phải làm sao đây? Tao cũng không biết nữa, tao nghe lằng thoáng là tìm được người phù hợp hơn mày rồi đó. Nhưng mà chỉ dự án lần này thôi, từ các lần sau mày sẽ lại là người đóng chính thôi mà, lo làm gì? Không được, tao không cho phép ai đóng cùng cả rớt của tao mà tao hết. Chúng mày có nghe được lai lịch của người ấy thế nào không? Hình như là tên Lộc và là một con boss không biết gì hay sao ý. Hơi nhột nha trời. Chuyện này lẽ nào mày muốn chơi với tao vì lý do này hả Lộc? Ờ anh, em mới chơi mà, em có biết gì đâu. Em nghĩ hai người kia đang cố tình hại em cũng nên đó. Tại sao lại là tên Lộc và một con boss chẳng biết gì? Chỉ có thể là mày thôi Lộc ạ. Bao năm qua gia đình tao đối tốt với mày như vậy mà giờ không ngờ mày lại làm như thế với tao. Em thật sự không biết gì hết mà. Không thể có sự trùng hợp như vậy được. Chắc chắn mày chơi tao chỉ để lấy job này phải không em hả? Em thật sự không biết gì cả. Ma cái con boss này, sao mày dám ca ép của tao hả? Ờ em không có ạ. Rõ ràng là mày ca ép mà. Xin lỗi bạn tao nhanh lên. Không ngờ bây giờ mày lại còn tính nói dối như vậy đó. Nhưng em thật sự không làm mà. Xin lỗi bơ ngay và luôn. Đừng để tao phải nhắc lại câu thứ hai. Vâng em xin lỗi chị ạ. Từ lần sau em sẽ không làm như thế nữa. Như vậy ngay từ đầu đi, có biết điều không hả? Chị bơ kia lại cơ chứ. Tự nhiên anh trai nó nóng với mình là sao? Mọi chuyện thật sự là khó hiểu hồi đấy. Ê lêu lêu, con boss không có người yêu. Bán gà như vậy thì làm sao mà có được anh yêu nhỉ? Thôi chúng mình đi khỏi đây đi, ở đây toàn núi rác không à. Ok em ngồi yên nha. Mày đang like tao mà ảo tưởng hả? Ủa mày đô ra vậy cái? Rồi còn cái xe của tao nữa, trả xe cho tao. Không có đâu mày ơi, tự dọn theo mà lấy. Đúng là cô bạn vừa thật đấy nhỉ. Ước gì mình cũng có một vài người bạn ăn ngủ thì tốt biết mấy. Không phải ở đây nghe họ khinh thường rồi. Ê con boss kia mày lẩm bẩm cái gì vậy hả? Ghen tị với tình yêu của tao dành cho bơ à? Mà cũng đúng thôi, thằng anh mày cũng vậy mà. Hai người đúng là có một tình yêu đẹp thật đấy. Còn cái loại như mày thì còn lâu mới có được tình yêu. Ngồi mà mơ mộng ảo tưởng.
Vâng em cũng không quan tâm chị đó lắm. Cái thằng này nữa, mày chán sống hả? Mày thích gây sự với tao không? Anh ơi, con bot kia bắt nạt bé kìa. Anh đòi lại công bằng cho bé đi. Thôi nào, ngoan anh thương. Sẽ không ai bắt nạt được em đâu vì có anh ở đây rồi mà. Ê con bot kia, mày muốn chết không hả? Sao mày dám khinh thường người yêu tao như vậy? Tại sao mày không trả lời? Mày có bị cơm không hả? Mày sao lại mày đi cài, chẳng có ai là gì hết luôn kìa. Thôi, tao cũng không dậy nổi nữa rồi. Ừ ha, quên mất. Đến cái công việc của thằng anh còn tranh mất. Nhìn là biết loại người, chẳng để ai vào mắt rồi. Mẹ, cày hạt đấy. Mọi người ơi, ở đằng này có địch nè. Tự mình bắn nè, sợ nó hả? Nếu mà không một về bốn được thì nghỉ game luôn đi. Chơi làm cái gì cho tốn công tốn sức. Trên chỗ đó có người ạ. Mọi người cẩn thận nhá. Biết rồi, không cần mày quan tâm. Anh ơi, không cẩn thận, ở dưới cũng có địch đó. Ừ, lo cho bản thân mày trước đi. Đợi tao xác thực thông tin kia là đúng thì đừng có mơ bước chân vào nhà này một lần nữa. Cứ tao có bọn kia. Đây, tao đến cứu anh yêu của tao đây. Ủa, mày có phải bạn tao không vậy? Nhưng mà tất nhiên anh yêu của tao sẽ quan trọng hơn rồi. Mày làm sao mà so sánh được với anh ấy chứ? Anh yêu nhở? Thôi được rồi, đem cứu anh cũng được. Nhanh lên, ấn nút chạy đi. Game này không phải bắp gì đâu mà mày cứ lết như vậy. Có mỗi cái việc cứu thôi cũng chậm. Vậy mà cũng đòi đóng phim với Quỳnh của tao. Uống cơm bao nhiêu năm qua gia đình tao nuôi mày. Để em băng máu cho anh nhá. Không cần mày phải tỏ ra tốt với tao như vậy. Tao biết hết ý định của mày rồi. Nếu như đó là sự thật thì đừng hòng mà nhìn mặt tao nữa. Cái con bắt ngu này nữa, không có đồ mới nhảy xuống đó. Mày đúng là con bắt điên thật rồi. Mới cứu xong chuẩn bị ngỏm luôn rồi đấy. Không sao đâu em, tự lo được mà. Mày ảo tưởng hả con bot, không có súng thì mày làm được cái gì? Đó là ăn may thôi con bot ạ. Đừng có tưởng chỉ vì như vậy mà tao không nhận mày. Đối với tao trong mắt thì mày chỉ là một con bot vô dụng thôi. Đã vậy lại còn ăn bám gia đình nữa chứ. Đó, tao nói có sai đâu mà. Kiểu gì mày chẳng ngỏm. Em xin lỗi mọi người ạ. Đúng là con bot, chỉ đáng để xem tivi mà thôi. Từ giờ thì ngồi mà xem tivi đến hết trận đi con bot ạ. Tao sẽ không ngu mà cứu mày thêm một lần nữa đâu. Em yêu cẩn thận nha, trong nhà đông lắm đó. Vâng ạ, anh nhìn xem kỹ năng của em đây này. Em sẽ chứng minh những ngày anh dạy em không phải là thừa thãi mà. Không như con bot nào đấy, được anh trai mình dạy cho mà vẫn ngu. Hay quá bé ơi, cứu anh với. Ok anh luôn. Thôi xong, em hết xù mất rồi. Ừ, nhưng mà anh đã được cứu đâu. Thôi em đi luôn rồi. Được rồi, để tao xem con bot như mày làm được những gì. Tụ má, đúng là anh này có khác. Làm gì cũng có thể vào đầu được mà. Má con bot kia chạy vào cứu tao coi. Hay lắm, cứu tao nhanh lên. Cứu ông bây giờ đang ngẫm luôn hả? Mày xem em trai mày kìa cái. Dám ăn nói sức sược với tao. Đúng là chẳng để ai vào mắt cả mà. Mày đừng tưởng được làm với Quỳnh thì thích làm gì thì làm nhá con bot. Tôi thậm chí còn chẳng biết là Quỳnh nào. Hai người muốn tình cảm anh em của chúng tôi chia rẽ hiệu kê thôi. Nhưng mà tôi chẳng quen Quỳnh nào hết. Rồi xong đi luôn. Vì mày nên mới thua đó con bot vô dụng. Mày ra khỏi chỗ này đi, không ai chứa chấp mày ở đây nữa đâu. Có anh cả ở đây mà việc gì tao phải ra chứ. Thôi được rồi, giờ thế này đi. Nếu mà mày thắng được bơ thì anh cho mày chơi tiếp. Còn nếu không thắng được thì tự khắc nghỉ chơi, ok không? Ờ, nhưng mà chế chơi lâu rồi mà. Thế chẳng khác gì anh đưa em đi luôn. Một là mày chơi hay là thôi nghỉ. Anh không có sự lựa chọn nào khác đâu em ạ. Anh đã hứa rồi đó nha. Vậy là trận đấu đã bắt đầu. Nhưng mà tôi thì lại không biết bắn. Không biết bên kia đã bắn như thế nào. Đấy, mọi người thấy đấy. Thì mình chả biết bắn đâu. Nên là bạn nữ này đã bắn mình ra bả rồi anh em à. Nhưng mà mình bắn ăn may lại hơn vào cái đầu. Được hé sọt nhá. Thì bạn này lại tiếp tục bắn mình. Mình tiếp tục mình bắn vào. Nhưng mà cái hùng hỉnh nó cản trở mình. Mình không bắn được anh em à. Tuy là mình mà là một con bot nhưng mà mình vẫn đặt keo như thường lệ. Để bạn kia không bắn được mình nhá. Ôi, đã chết rồi. Đấy mọi người coi thấy là cái bạn nữ bên kia rất chi là độc ác luôn. Nhưng mà mình cố gắng đặt keo ra để gạt người bạn kia nhưng mà đã không hành nhá mọi người. Hay, thôi đành phải chịu. Từ giờ mình sẽ cố gắng luyện tập để trở thành người bắn giỏi nhất cho họ thấy. Mình không phải là một con bot người vô dụng như vậy. Anh có dạy mình là nhớ kéo cái nút bắn lên. Canh làm sao cho nó vào đầu là được. À, được rồi này, thử lại lần nữa xem sao. Eo ơi, khó quá đi mất. Không sao, chỉ cần có quyết tâm thì mình sẽ làm được thôi mà.
Đã đến lúc mình xem hành quả mình luyện tập suốt 1 tháng rồi. Xem những cú bắn hàng sầu của ta đây. Thôi dẹp luôn đi, quá là áp lực rồi. Các bạn với mình như vậy, mong là không phải người giống bạn của anh trai mình, chứ mình sợ mấy người già lắm rồi đó. Ủa mời luôn nè, vô luôn thôi chứ bận tâm gì nữa. Hey solo, hey solo bạn nha. Ủa cậu này không có mít hả? Alo cậu ơi, cậu có mít không ạ? À hóa ra nãy giờ mình quên bật mít. Chào Quỳnh nhá, mình là Phước Lộc. Chào cậu nha. Ủa cái giọng với cái tên này hình như tôi không phải người trên top top đâu. Tôi đã nói gì đâu mà cậu giận mình vậy? À ừ thì do nhiều người nhận nhầm tôi quá nên tôi bị ám ảnh ý mà. Tôi tưởng cậu là cô ấy. Cậu mà là cô ấy chắc tôi nghĩ chơi luôn quá. Ủa sao vậy, cô ấy làm gì cậu hả? Thì anh trai tôi đó nghe bạn bè suối lần này sẽ không được đóng vai chính, rồi còn bảo hai bà một con boss không biết gì tên Lộc nữa. Khó hiểu hoặc luôn ấy. Chỉ vì mấy lời đó mà anh trai tôi không nói chuyện với tôi cả tháng này rồi. Có phải anh trai cậu tên Cải không? Ủa sao cậu biết hay vậy? Hay là tôi cũng hay theo dõi họ nên tôi mới biết đó. Nhưng mà con boss không biết gì là sao? Chẳng nhẽ cậu lại không biết chơi game này hả? Thì đúng là như vậy đó, nên mới bị bạn của anh khinh thường chứ. Ban nãy tôi còn tưởng cậu định khinh thường tôi vì nghèo cơ. Tôi thân thiện lắm, không khinh ai bao giờ đâu. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi rất muốn có một người bạn, cậu làm bạn với tôi nhé. Ủa gì vậy, người như cậu mà cũng không có bạn chơi hả? Ở đâu ra định lý, cứ ra là có bạn vậy. À tôi hiểu rồi, xin lỗi cậu nhé. Mà hình như cậu biết chơi game này đúng không? Tôi đã chăm chỉ luyện tập cả tháng rồi, vậy mà chẳng có kết quả gì tốt. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dạy cậu trở thành một pro. Giờ cậu lấy khẩu MP40 đi, ngắm thật chuẩn vào con bóp, giữ tầm 1 giây rồi kéo lên đầu. Ủa là sao? Cứ làm theo những gì tôi nói đi, dễ lắm. Được rồi, để tôi làm thử. Ban đầu cậu mới học thì cứ kéo trước đã. Giờ cậu đưa nhẹ cái tâm bắn xuống dưới một chút xong đưa lên, cố gắng giữ nguyên vị trí ở đầu. Ôi Quỳnh ơi, cái gì vậy? Làm lại như tôi nói xem nào. Thật sự tôi không mấy tin vào mắt mình nữa. Nó hiệu quả lắm luôn á Quỳnh. Chuyện, Quỳnh dạy mà. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có gì đâu, sau này có gì khó khăn cứ bảo tôi. Giờ thì cậu ngồi luyện tầm cách như tôi nói đi. Cố gắng đừng giữ tâm bắn quá lâu nhá, không thì nó sẽ không định vị vào người cho cậu đâu. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm luôn Quỳnh ơi. Tôi không thể tin được có một ngày tôi có thể bắn được như thế này luôn á. Tôi có thể chỉ cầu một thời gian mà, không sao đâu. Có gì khó đã có Thúy Quỳnh lo. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Cứ đà này kiểu gì tôi cũng sẽ thắng được anh tôi thôi. Khi ấy mong gần tôi có thể làm lành với anh tôi. Nhìn thích lắm đúng không? Lần đầu tôi bắn cũng có cảm xúc như vậy đó. Ui giờ tôi có việc ở công ty mất rồi. Một xíu nữa tôi chơi với cậu nhá. Ok Quỳnh cứ đi đi, tôi sẽ liên tập hàng chăm chỉ, sớm để bắt kịp Quỳnh cho mà coi. Đúng đó ông tướng, thôi tôi đi đây. Cậu nhớ đi cẩn thận đó. Nhìn bộ quần áo này đúng hợp với cậu luôn. Đúng là đồ tôi chọn cho, chất lượng nhỉ. Cảm ơn cậu nhiều nha, vì đã đi chơi với tôi ngày hôm nay. Có gì đâu, thôi tôi có việc rồi, tôi đi trước nha. Cậu chơi một mình nhớ phải cẩn thận đó. Cậu ấy đi rồi, thôi mình đi chơi một mình vậy. Mãi mới có thời gian rảnh một mình. Một tháng qua cậu ấy cứ như bảo mẫu của mình vậy. Mai mà giờ mày bắn tốt lên rồi, chứ không tốt chắc ký đầu cậu ấy luôn quá. Có thêm tin tức gì về Quỳnh không? Ủa đây là anh trai của mình hả? Thôi kệ, tốt nhất mình không nên chào hỏi gì hơn. Tao chẳng nghe ngóng được thêm tin tức gì cả. Má nó nữa, một tháng nay rồi đó. Em đi đâu vậy Quỳnh? Tại sao lại không nói cho anh một câu nào? Nhưng mà hình như cái tên kia quen quen. Có phải là thằng em trai vô dụng của mày không? Chắc không phải rồi, thì nó mặc đồ giàu lắm đó.
Đúng vậy, không thể nào như thế được. Chút nữa mình sẽ làm cho anh trai mình bất ngờ. Chắc là anh sẽ vui lắm đây. Nhìn cũng giàu phết, hay là nhà đi bán hộ kèo của bọn mình nhờ? Bất ngờ chung anh. Ủa Lộc, tại sao lại? Mới 2 tháng thôi, sao mày thay đổi nhiều vậy? Đây là đồ mà em mua cho đó, đẹp không? Tại sao mày lại ở đây? Thì em vô tình kia cậu nhiên nên dính hình thôi. 2 tháng nè anh sống sao, cậu không đó. Tao vẫn chưa chết, không cần mày quan tâm nhiều như vậy đâu. Ok anh trai. Thằng này mày dám nói với anh mày như vậy hả? Đúng là hỗn mà. Chỉ mới 2 tháng không gặp mày thôi mà mày đã như vậy rồi. Anh còn nhớ cái ngày anh bỏ em để theo hai người này không? Từ ngày hôm ấy thì em nghĩ chúng mình đã không còn gì là của nhau nữa rồi mà. Cái này, sao mày lại... Ngày ấy anh đuổi em đi, bây giờ lại định nhận em nữa sao? Đó là chuyện của quá khứ mà em trai. Chúng ta có thể bỏ qua cho nhau được mà. Ngày mà cả gia đình cự tuyệt em, anh ở đâu? Tại sao anh không giữ em lại? Để đến bây giờ em trưởng thành rồi, anh lại nói những lời này với em là và sao? Và còn nữa, người được đóng vai chính đó có phải là em không? Tại sao anh lại nghi ngờ chính em của mình như vậy chứ? Em không thể tin được anh là con người như vậy đó. Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm phải không? Giờ tôi không phải là mỏ vàng cho mọi người lợi dụng đâu. Đi mà em, chị thực sự đang cần mà. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Giờ anh chị khóc rồi mà. Toàn lũ giả tạo, im mồm hết đi. Mấy người về bản tôi cũng chỉ vì tiền thôi đúng không? Tôi không có đồng nào cho người đâu, đừng mơ. Thằng khốn nạn, nuôi mày từ nhỏ đến lớn, giờ mày lại không có nổi mấy triệu cho người à? Có mày đúng là một nỗi ô nhục của gia tộc. Không biết ai nên xem lại bản thân mình trước đi. Đã từ rất lâu tôi chẳng là cái gì của mấy người gọi. Tôi cũng chẳng phải hằng thánh gì để mọi người đào mỏ đâu. Ném một chiếc kiều sắt, đừng mơ nhận lại chiếc kiều vàng. Mãi mãi mọi người sẽ không bao giờ được tội nguyện đâu. Nhưng mà bây giờ anh chị thực sự hối hận rồi mà. Coi như em bỏ qua chuyện cũ đi. Giúp đỡ anh chị một phần đi mà. Tôi hết chuyện để nói với mấy người rồi. Tôi đã bảo gọi không là không. Tại sao mấy người vẫn cố chấp vậy hả? Đi mà, anh xin em đấy. Chúng ta cũng từ là anh em với nhau mà. Em lại lỡ lòng nào để người cùng sinh ra tử với em chịu cảnh này chứ? Đã từ rất lâu tôi chẳng còn anh em gì và anh nữa gọi. Nên là làm ơn đừng bám víu lấy tôi nữa. Tôi chẳng có cái gì đâu, xin hai người đấy. May quá về ký Phước Lộc ơi. Ủa Quỳnh, sao em lại ở đây? Chuyện này... Chấp nhận đi mà Quỳnh, coi như anh cầu xin em đó. Em đã đi đâu suốt mấy tháng nay vậy? Anh thực sự rất nhớ em đó Quỳnh à. Chuyện này là sao? Cậu nghe tôi giải thích đã. Còn gì để mà giải thích cơ chứ? Chị đúng là người ấy gọi. Vậy mà ngay từ đầu chị lừa em. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Tại sao người thân duy nhất với mình hiện tại lại đi lừa dối mình vậy chứ? Chắc là chị ấy có nỗi khổ riêng. Cô ở trong này một lúc nhé, tôi sẽ giải quyết việc này. Vâng, em biết rồi, thưa chủ tịch. Nhớ phải giải thích thật kỹ càng cho tôi đó. Vâng ạ, chị đi thong thả. Ủa, chị này là sao? Chính là giám đốc của tôi lừa anh đó. Anh không hề biết sao hả? Đơn giản vì sớm thôi, công ty sẽ thuộc về chúng tôi. Vậy nên biết điều thì đừng xìa mũi vào chuyện của người khác. Cô nói cái gì vậy? Nãy giờ tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đã có tất cả mọi tài liệu quan trọng ở đây rồi. Công ty này sẽ sớm thuộc về chúng tôi mà thôi. Chúng tôi? Đúng vậy đó, thì sao nào? Từ chúng đó còn em chị như ai nữa chứ. Tất nhiên rồi, thằng em trai ngu ngốc. Cảm ơn vì đã làm con tốt mở đường cho bọn tao. Nhưng mà giờ thì mày hết giá trị lợi dụng rồi. Anh... Bất ngờ làm đúng không? Đau khổ làm đúng không? Không được ăn thì ta đập đổ thế thôi. Nếu không có được em thì ta sẽ lấy luôn cái công ty này. Dằn mặt cho mày biết cái tội dám cướp người yêu tao. Anh nói gì vậy? Ngay từ đầu tôi đã không biết cô ấy rồi. Giờ anh lại còn lo tao vào chuyện này là sao? Đúng là để em trai ngu ngốc của ta. Mãi mãi sẽ là một con cờ mở đường cho tao thôi. Không ngờ đến tận giờ phút này rồi anh vẫn còn như vậy được. Con hồn thì nốt nốt của phần công ty ra đây. Anh còn trợ cấp cho chú mỗi tháng đều đặn. Chứ không thì đi cái nịt cũng chẳng còn. Anh dám là như vậy á? Không sợ bị quả báo à? Tất nhiên là không rồi, tao là cải mà. Đừng có mơ mà lấy được công ty của tôi. Không ngờ tôi tin tưởng cô như vậy mà cô lại dám gắn sau lưng tôi. Ồ, chào giám đốc. Khỏi phải nói nhiều, vào thẳng vấn đề chính đi. Giờ nếu tên khốn vô dụng này thắng được tôi, coi như mà chuyện này không liên quan đến nhau nữa. Và coi như tất cả mọi thứ tôi sẽ trả lại hết. Còn nếu tên khốn này thua thì tất cả công ty và cô sẽ thuộc về tôi. Anh dám? Được thôi, tôi chấp nhận. Gì vậy Quỳnh, sao lại như vậy? Em thực sự mong chờ chiến thắng của anh đấy. Nếu mà anh thắng được, em sẽ có một bất ngờ dành cho anh. Vậy nên hãy cố gắng lên nhé. Em chẳng nghe sao đâu, anh cười những anh mới bao màu. Ngập ngừng màu, 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 màu
trên 100.000 follow, anh cứ đứng trong mấy bao đầu. Đúng là em tin tưởng không sai người mà. Giờ thì bất ngờ của anh đó chính là anh yêu em, làm yêu anh nhá. Hả? Anh nói cái gì vậy? Chẳng hay quần à, anh yêu em, làm yêu anh nhá. Anh có biết là em đã đợi những lời này của anh từ lâu lắm rồi không? Em đồng ý, chắc chắn là đồng ý rồi. Dù cho mai này có hay nào đi chăng nữa, cùng nhau vượt qua tất cả em nhá.